Cuộc đời con người mình quen bạn nhiều cũng chưa chắc giỏi, mà ít bạn cũng chưa chắc hay. Nhưng cái đặc biệt của chúng ta là biết chọn bạn mà quen. Cái này mới là cái quan trọng. Dù là bạn của mình nó nghèo, nhưng mình nhìn đứa bạn này có tiềm năng. Cái tiềm năng của đứa bạn này là gì? Là đạo đức. Nó rất chân thật. Mình đi chơi với nó, mình thấy con đứa này nó có đạo đức. Nói chuyện với ai lễ phép, dạ vâng đàng hoàng, kính lễ. Khi mà đồ đạc của ai để, nó không bao giờ dám lấy. Vô trường học, dù nó học giỏi, nó không bao giờ khinh ai. Nó học dở nhưng nó không bao giờ ganh tị với người khác. Không có bao giờ mà thấy mình dở hơn người ta mà tìm cách để hạ bệ người ta. Thì cái đứa này mình giao du được, kết bạn được. Còn mình quen đứa bạn này, nó giàu, nó học giỏi, nhưng nó lại rất là kiêu ngạo, đứa này mình tránh xa đi. Mình gần đứa kiêu ngạo sẽ hại mình rất là lớn. Cái đứa kiêu ngạo không bao giờ thành đạt của các con. Dù nó có giàu học giỏi nhưng không bao giờ thành đạt. Cha mẹ nó có sắp đặt cho nó cỡ nào, nó cũng không thành công. Dù nó có vô được vị trí ngon, nó cũng bị người ta hạ bệ. Vì chính cái tâm kiêu ngạo mà hại mình 100% luôn. Nên cái lối sống của con người đối nhân xử thế để tồn tại là biết mình biết ta. Trong cuộc đời này, sự thành công của chúng ta không có bao giờ mà một mình được. Nhất định phải biết chọn bạn mà chơi. Bạn mình thà có một người còn đặc biệt hơn 10 người mà không ra gì nữa. Thí dụ như giờ các con hiền hậu mà các con lại chơi với bạn ăn nhậu bê tha, bỏ học bỏ hành, thì từ nơi đó mà các con học theo. Vì các con chơi theo bạn đó, các con sẽ bị dính theo. Mình đi ra đường mà thằng bạn của mình hay nhỏ bạn mình, nó chữ thề, nó chạy xe một tay, hoặc là tóc tai thì hớt giống như cô bò du đảng, quần áo thì bặn xé tùm lum, các con nhìn cái bộ gió đó thôi là các con biết gà công nghiệp rồi. Hiểu chưa? Các con biết gà công nghiệp không? Gà công nghiệp là người ta nuôi ở trong một cái chậu, nuôi trong một cái lồng, nó nằm yên trong đó đó. Rồi mỗi ngày người ta đem thóc vào túc ăn đi, chích thuốc cho nó. Nó nằm trong đó, cái mặt nó gì nè các con? Gà công nghiệp các con coi đi, nó quẹo cổ ở bên, nó thở không à. Nhưng mà các con nhìn nó mập lù ú nu, nhưng mà cơ bắp của nó nhão nhẹt, đi không có nổi. Nếu như các con nằm vào cái dạng gà công nghiệp thì đời này của các con sống một đời vô ích, không có ý nghĩa gì hết. Bây giờ mỗi ngày những đứa nói các con, nếu các con cầm điện thoại bấm, cái mặt một ình ngay cái điện thoại, vì các con phải gà công nghiệp không? Cuộc đời con người còn làm nhiều việc trong cuộc đời này. Mình còn trẻ, mình còn phụ giúp cha mẹ mình nhiều việc. Mình ình cái mặt mình ngay cái chiếc điện thoại đó, ai đem cơm cho mình ăn? Không lẽ bây giờ mình có tiền, tới giờ mình chạy ra quán mình ăn tô phở, tô bún, xong tiếp tục chạy vô bấm điện thoại nữa. Cả đời các con có thể thịnh được như vậy hả? Bây giờ các con lấy một thằng con trai như vậy thì cuộc đời của con cái như tiêu, khổ, không có được một cái kết quả gì đặc biệt. Thà một thằng con trai nó nghèo mà nó tự đứng lên, nó có bản lãnh, còn hơn cái thằng con trai giàu mà cầm tiền của cha mẹ xài phung phí. Thí dụ như các con sau này con gái lớn lên, thấy một thằng con trai nó xè tiền, nó xài, nó liện tiền, bạch tiền. Những đứa con gái mà thiếu góc độ chạy theo, thằng đó cũng lỡ liện tiền trước mặt mình. Mình hỏi, tôi hỏi thật lòng à, tiền này của anh là ở đâu vậy? Tiền của cha mẹ anh chứ tiền đâu? Nhà anh giàu lắm em, tiền rất là nhiều. Tiền của cha mẹ anh mà, đâu phải tiền của anh đâu. Tôi nghèo nhưng trong túi tôi hiện tại chỉ có được khoảng 100 ngàn thôi. Nhưng tôi xin thưa với anh là đồng tiền này chính tôi đi làm có được 100 ngàn này đó. Còn hơn 10 triệu của anh liền trước mặt tôi nữa. Anh xài 10 triệu này của cha mẹ anh chưa từng kiếm được 100 ngàn. Anh giàu mà cần gì kiếm tiền em? Cha mẹ anh tiền bao la. Vậy thì anh thua. Một ngày nào anh thất thế xa cơ, anh phải tự đứng lên từ chỗ nào. Nên có người dù có giàu cỡ nào cũng tập té chỗ nào đứng chỗ nấy. Nghèo nhưng mà đứng lên được, để càng về sau cuộc đời của mình ở vị trí nào cũng đứng được. Người như vậy mới có bản lãnh.
Dù là cuộc đời mình rất thuận tiện vì giàu sang, nhưng phải rèn mình. Vì cha mẹ mình chưa chắc thịnh hoài, có một ngày nào cha mẹ mình thất thế xa cơ thì sao? Bản thân chúng ta phải đứng lên chứ. Ví dụ như bây giờ các con ngồi đây, có những đứa mà gia đình các con sự nghiệp rất là lớn, các con muốn gánh vác sự nghiệp này thì các con phải có góc độ nhìn từ cha mẹ các con, tạo ra sự nghiệp để mình kế thừa sự nghiệp. Còn nếu như các con ăn không ngồi rồi thì sự nghiệp có để lại các con cũng vô ích, không có cầm được đâu các con à. Nên con người tuy nghèo nhưng mà có bản lãnh, nghèo mà có bản lãnh. Chơi với bạn bè khinh tôi thì miễn bàn với bạn đi. Bạn cứ chơi những người nào bạn thấy bạn thích. Tôi nghèo nhưng tôi sống theo cái cách nghèo của tôi. Dù một ly nước lọc vẫn có tình cảm hơn một ly cà phê mà không có tình nghĩa. Nếu như các con sống được như vậy thì cuộc đời các con thật sự mà nói, một đời cũng có ý nghĩa. Nhưng mà cũng lập được sự nghiệp nữa. Con người mình sống không phải là tiêu cực, nhưng chúng ta phải có góc độ cực kỳ sâu. Chứ đừng có bao giờ mà các con mà nói, người ta quăng tiền trước mặt mình cái là mình trở thành cái hàng mọn. Hiểu không? Dù cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng phải có cái giá trị của chính mình. Vậy thì hay quá. Biết rằng con người ai mà không cần tiền, nhưng cần tiền làm sao cho nó thấy đẹp một chút. Chứ đừng có nên cần tiền bằng một cách mà hạ thấp mình quá cao, trở thành kẻ hèn mọn. Vậy thì không đặc biệt chút nào. Nên những đứa thấy rằng các con có duyên đi vô chùa ở đây nè. Những người bạn này nếu đủ duyên các con kết bạn nha. Sau này lớn lên, các con có công việc gì hỗ trợ nhau để kết hợp làm ăn. Tại vì toàn là người có đạo nghĩa không, người được tiếp nhận giáo dục không, hiểu không? Người ta khôn ngoan, người ta biết chọn người để người ta gầy dựng từ đầu. Sau này mình nghèo nhưng mà mình tạo thành một cái mảng làm ăn. Đó là góc độ sâu sắc vì sao. Nên mình chơi với người mà tin sâu nhân quả ít gì nữa cũng không có tệ. Vì không đến nỗi quá tệ, hiểu không? Nên cái đặc biệt cái góc độ phải sâu. Còn có những bé đi vô đây mà có con thích, đời có con được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, thì phải gây dựng cái tâm và nhìn nhận sâu sắc. Nhớ đừng bao giờ nói trong chùa mọi việc nó đều tròn vẹn. Ở cái cõi này bất cứ cái gì nó cũng có cái khuyết hết. Nên mỗi một con người mình chỉ cần có góc độ nhìn thì cọng tóc chúng ta cũng nhìn nó dài và nhìn nó tròn. Nếu như chúng ta nhìn về bề dài thì là dài, nhìn thì bề ngang thì thấy nó cũng tròn mà, hiểu không? Nên tùy cái góc độ nhìn của mỗi người chúng ta thôi. Đặc biệt của các con là khi lớn lên đừng có đi đâu cũng đi lụm rác. Đi đâu cũng lụm rác thì phiền não dữ lắm, hiểu không? Còn chơi với những người bạn bè thì thân chung chung, đừng nên quá thân. Và giữa nữ với nữ với nhau đừng có bao giờ tất cả cái gì cũng đi nói ra, phanh phòi hết. Chúng ta những gì cần nói thì nói, không cần nói đừng có nói. Đó là một con người rất kỹ, rất đặc biệt, đúng không? Khi chọn nói phải chọn một người chuẩn đặc biệt, nói mà còn có thể giải thích cho mình nghe được. Còn mình nói cho một người mà không giải thích cho mình nghe được mà còn đưa ra những ý kiến sai lầm thì nói làm gì? Nói làm gì? Người như vậy thì đặc biệt quá. Nên mấy bé gái đây được những đức dạy một chút gì nè. Rồi những đoạn này cũng được đưa lên mạng, nhiều người được nghe. Bây giờ cũng đang coi trực tiếp mà, đang coi trực tiếp. Nên con về chùa những đức thấy rất là mừng với các cháu. Ở ngoan trong chùa những đức cũng thương á. Bữa nào như đứa cũng tính cho ăn cái gì à, hôm qua cũng được ăn gì à, rau câu dừa rồi nho mi à, tôi cũng đầu tư về mấy người nhỏ này lắm á nghe à. Những đứa thấy rằng các con phát triển được sự nghiệp ngoài đời thì cũng được, như bản thân những đứa phát triển được sự nghiệp của Phật pháp. Nên những đức mới làm được nhiều việc gì các con coi. Có nhiều người thành đạt được sự nghiệp ngoài đời nhưng họ có làm được điều này không? Khó lắm các con à. Thấy không? Nên cái nền giáo dục trong Phật pháp nó rất là hay. Các con cố gắng đi học, có bằng cấp và có đạo đức nó tiện lợi các con hơn.
Đừng bao giờ nhìn cái góc độ của những đức, coi chừng các con thất bại. Thầy cũng học lớp 3 mà con càng học nhiều làm gì? Khác nhau hoàn toàn. Các con có bằng những đức không? Khó, đúng không? Thì các con phải có học vị chứ. Những đức học lớp 3 nhưng mà cái cách sống của những đức nó cao độ. Từ nhỏ con người ta đã được lăn lộn sống xã hội, rèn luyện quá trời luôn. Nên đụng cơ nào cũng xào cơ nấy, được hết trơn. Còn các con có bản lãnh đó, các con cố gắng học đi. Có học vị dẫn tiện, thì xã hội càng ngày càng trọng học vị. Mà có học vị mà mắc đạo đức là thua. Có học vị phải kèm đạo đức vô, thì con người này mới thành công. Những đức nói các con nếu muốn làm một ông chủ lâu dài phải cần có đạo đức. Cái đạo đức là một cái góc độ cực kỳ sâu sắc để nhìn tổng quát. Khi mình làm ông chủ mà góc độ mình nhìn quá cạn cợt thì mình làm chủ không có lâu đâu. Thí dụ như sau này những đứa bé những đức dạy đi, các con lớn lên các con có thể làm quan, làm chức vận. Những đức nói các con là các con hãy nắm bắt cơ hội làm quan mà làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nhớ nghe, nếu sau này những đứa bé mà những đức dạy mà bé trai bé gái á, nếu sau này các con có cương vị xã hội, các con nên làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đừng bao giờ có được cương vị vài năm rồi các con đi gom tiền bạc uổng một đời đi học của mình lắm. Con người có thể có được đạo nghĩa, các con có thể không cần kiếm tiền nhiều, nhưng các con làm những việc ý nghĩa, lấy đồng tiền của mọi người mà làm cho mọi người, thì đời các con đúng là người quá khôn. Gọi là hùng chết để gia, người ta chết để tiên. Hiểu không? Gia đình chỉ có hai vợ chồng, một hai đứa con, có làm cho quá đi chăng nữa thì cũng bao nhiêu người đó. Chúng ta ăn có hết đâu mà chúng ta gom chi nhiều với gì để mang họa. Người mà khôn ngoan thông minh, chỉ cần hai vợ chồng một đứa con, có căn nhà ở, có của cải sống lai rai, có xe cộ đi, vậy là ngon lắm rồi. Xã hội mình đã hơn rất nhiều người rồi, mình mua chi nhiều nhà. Nên chúng ta sống sao cho nó thanh liêm đàng hoàng. Vậy thì các con một đời đi qua đúng là quá tuyệt vời. Các con hãy có góc độ nhìn như những đức dạy các con, để sau này cuộc đời các con đặc biệt quá. Phòng những đức ở bề ngang 4.5 thước, bề dài 6 thước, có một cái giường nằm, kế đó một cái bàn giảng pháp, đúng một cái ghế ngồi. Xong cũng sống mỗi ngày làm bao nhiêu việc. Nếu như bây giờ những đức có một căn biệt thự thiệt là bự, không lẽ những đức mướn thêm vài người để quét cái căn biệt thự đó hả? Nhà càng gọn mà nhà lại sạch, xung quanh lại có vườn hoa à, thì quá thích thú. Cần gì nhà bự chứ, nhà bự sợ ma làm gì à, nhà vừa vừa gọn gọn thôi. Những đức nói người mà có điều kiện giàu sang một chút chỉ cần biết sống là sẽ đặc sắc luôn, không có bỏ thời gian quá nhiều lăn lóc trong sự nghiệp đâu. Gia đình của mình có điều kiện một chút, tạo nhà mình có một cái sân vườn nho nhỏ, mỗi tuần hay mỗi ngày nhà mình lúc nào đi làm về cũng hợp mặt nhau. Vì thì gia đình mình là điểm đặc sắc, con mình đi đâu chơi giờ, vợ mình cần đi đâu, chồng mình đi đâu, vì nhà là số 1, không có đâu bằng nhà tôi. Vì thì đúng là gia đình này biết gây dựng hạnh phúc, rõ ràng luôn. Còn bây giờ mình tối ngày kinh tế của mình gặp mặt nhau toàn là kinh tế, không kinh tế giết mà nhau cái mặt luôn, già chát. Nó không có những thời gian cuộc sống con người nhân sinh gì chứ. Vậy thì đâu phải là cái lối sống của người trí thức đâu. Người trí thức người ta ngày xưa, người ta có những thời gian ngồi chơi đồ, uống trà đồ, ngồi chơi đàm đạo đồ, người thân ngồi bên nhau đồ, đó mới là trí thức. Còn bây giờ tối ngày lao theo đồng tiền không quá nặng nề, có rồi để dành cho con cháu, tiếp tục nghĩ cho từng đời. Nên bản thân của chúng ta làm cha mẹ cứ không có ngày nghỉ ngơi, cuối cùng chúng ta chết đi, con mình làm y rang như bản thân mình đã từng làm. Vì mình làm sao con làm gì? Nên chúng ta nên sống làm gương cho con cháu sau này. Nhìn từ góc độ của cha mẹ sống có cái lối sống đặc biệt mà con cái học theo. Hay quá, cái này quá đặc biệt. Nhớ. Nên bây giờ nhận đức được cái duyên cũng đặc biệt đó con. Khắp nơi nơi người ta cũng cúng dường chút đỉnh chút đỉnh. Cơ hội con người cũng có tiền,
Những đứa có tiền những đứa làm liền. Nếu bây giờ cuộc đời cho những đứa có được cái góc độ này, mà nếu những đứa được làm quan à, cái này là mình lý luận chơi thôi để cho các con có góc độ sau này ha. Nếu như những đứa được làm chủ tịch xã, ví dụ như xã quê thôi, miền quê, những đứa đi coi cầu đường xá, rồi những đứa đi coi coi người dân của các thôn làm sao, rồi nhà nào nghèo nhất chúng ta mỗi từng tập trung nhân dân lại để coi coi hộ nào là hộ khổ nhất, hộ lành mạnh làm sao, rồi động viên đưa lên những tư tưởng để mà những hộ dân đó phấn đấu, rồi chung vốn nhau để giúp đỡ cho những người nhà nghèo đó để phát triển, để cái thôn của mình, cái xã của mình nó thành những cái thôn gọi là có giáo dục. Rồi con người nghèo nhất thì mỗi người chung tay chút góp vốn vào giúp đỡ cho gia đình này phát triển lên. Vậy thì tức khắc á, nhà nhà đoàn kết thì sớm đó giàu sang. Chứ sao? Cơ hội các con. Mình mà được tiếp nhận giáo dục thì mình làm điều đó, mình có cương vị nữa mà. Tự nhiên cái hình, cái hành động mình làm gì, người ta thấy, người ta kính trọng. Mọi người xung quanh đó, sớm làng ta nhìn đó, ta kính trọng. Khi kính trọng rồi, cái gì ta cũng tin tưởng. Mà mình đưa lên cái gì, cái là người ta đến, người ta kết hợp liền vậy. Tại thấy cái ông này làm đúng, làm đúng. Còn nếu như mà mình làm sai, người ta không tin mình, ai góp vốn với mình, đúng không? Mất lòng tin là thất bại. Thí dụ như đây người ta thấy Như Đức làm nhiệt tình, người ta đâu người ta gặp Như Đức người ta cũng muốn cúng dường, vì ta thấy Như Đức làm đàng hoàng. Còn nếu như Như Đức cầm tiền mà Như Đức ăn cá nhân, không làm gì hết, ai cúng? Nên các con phải nhớ sau này có cương vị phải giữ chữ tín cho đàng hoàng, sống cho đàng hoàng. Đó, dù mình nghèo cho sạch rách cho thơm, tuyệt đối không dám ăn cắp của ai hết chứ. Các con nhớ nè, ăn cắp của một xóm trả cho một xóm, ăn cắp của một xã trả cho một xã, ăn cắp của công của nhà nước thì trả cho một nước. Trả nợ này khổ lắm các con ơi. Đem đồng tiền để về cho người thân mình ăn cũng không có được kết quả gì đâu. Đây là những đứa dạy các cháu nhỏ quý vị. Những đứa nghĩ rằng dạy những điều này chắc là đặc biệt chứ đâu có cái gì đâu mà sai. Vì mầm non mà phải gầy dựng cho các cháu đặc biệt chứ, để sau này làm những con người sống làm sao để giúp cho nước nhà mình đàng hoàng. Chứ những đứa đâu có kêu các cháu nhỏ này đi tu đâu. Cái chuyện đi tu là tự các cháu nhìn nhận, chứ những đứa đâu có kêu, nãy giờ có kêu không? Đâu có kêu đâu. Mà những đứa đưa lên tư tưởng cho các con để sống làm sao đặc biệt. Hồi nãy giờ những đứa nói cho các con nghe, tuy là thời gian 35 phút, 40 phút, nhưng mà nó rất nhiều tư tưởng trong đó, rất là hay luôn á. Kể sơ lại cho các con nghe nè. Đầu tiên chỉ các con sạch sẽ. Cái thứ hai, tuyệt đối con gái đừng sửa sang sắc đẹp. Đây là một lối sống rất trí thức luôn. Vì những đứa đã nhìn ra rồi, rất trí thức luôn. Các con mà không sửa sang sắc đẹp, rất trí thức. Có quyền trang điểm, có quyền diện, nhưng không cần sửa sang sắc đẹp. Chân mày mình nhiều quá có quyền tém, nhưng không cần xăm. Xăm chân mày sẽ chết cả đời, thấy không? Xăm môi chết cả đời. Làm cái mà để chết cả đời thì không cần làm. Chúng ta có quyền cạo chân mày gọn lại, chúng ta có quyền sơn môi, chúng ta có quyền trang điểm, chúng ta có quyền làm tóc, nhưng tuyệt đối xong rồi trở lại bình thường hết. Vậy thì quá đặc biệt rồi, đúng là hiện cảnh hiện duyên, phù hợp mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. Đúng không? Quá đặc biệt rồi. Đó là hai điều. Điều thứ ba là các con phải nói thật, không tham, lễ phép. Thấy không? Rồi dạy các con lớn lên nên làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Có cương vị nên làm việc lợi ích cho mọi người, cho nhân dân. Đó là các con có cơ hội. Và cái đặc biệt vô cùng là cái nền móng là hiếu với cha mẹ. Đối với cha mẹ mình phải có cái tâm hiếu thảo. Bây giờ các con ở đây có đứa nào làm cho cha mẹ buồn, nói dối hoặc ăn cắp tiền cha mẹ thì xin lỗi cha mẹ. Cha mẹ vào thăm hoặc gì xin lỗi cha mẹ. Con hứa từ hôm nay con đàng hoàng. Hoặc cha mẹ la mình mà ủ mặt xuống, sụ mặt xuống, dậm chân dậm cẳng thì nên sửa lại cái tính tình đó. Sửa đi, các con sửa từ bây giờ vẫn tốt. Đừng đợi cha mẹ chết đi các con hối hận. Có bé đó ở 4 tầng mà lên 5 kg. Hình như đa phần đều lên ký không quý vị.
Quý vị biết rằng là thí nghiệm cho các cháu thấy không xài điện thoại mà các con vẫn vui đặc biệt luôn, mà sắc diện rất là đẹp, rõ ràng không? Rồi giúp cho các con trong mùa hè này cái đầu óc các con nó được nhẹ nhàng á, phải không? Để khi mà vô học nó tiếp thu. Thí dụ như một bộ máy mà làm việc dữ quá nó cũng bị đơ, khi tiếp tục bắt nó làm nữa làm không chạy việc, có khi cho nó nghỉ ngơi chút xíu để tiếp thu càng sâu sắc hơn. Nhưng Đức thấy rằng là nếu như cha mẹ phụ huynh các cháu mà hiểu, thì một năm chờ các cháu đã học rồi, mấy tháng hè cho các cháu được rèn luyện đạo đức và tập cho các cháu có một cách sống đối người tiếp vật. Đây là một nền tảng đặc biệt để giúp cho các con có được học vị và các con sẽ biết đối nhân xử thế. Chỗ này mới giúp cho các cháu nó hai mảng thành công. Còn nếu như các cháu chỉ có học vị thôi mà cái đối nhân xử thế các cháu nó quá tệ, vì nền đạo đức các cháu nó tệ quá thì thua. Người mà nền đạo đức nó tệ quá hết phước, sao thành đạt được, phải nhớ. Nên cái đối nhân xử thế giữa con người quan trọng. Mà các cháu được dạy về cái chuyện đạo đức nữa chứ, về các cháu lại lễ phép, lễ kính nữa, việc này quá cần thiết luôn. Nhưng Đức nói thiệt chứ giờ con mình học vị này, học vị kia, học vị nọ, nhưng mà nó lại không có lễ kính, không biết tôn trọng, không có đạo đức, vậy thì học vị nhiều làm gì? Nên cần phải cho các cháu những khoảng thời gian để cho đầu óc các cháu nó được nhẹ nhàng. Quý vị thấy rõ ràng là mấy đứa nít nó vô đây nó ở, đứa nào đứa nấy nó lanh lên, nó sáng sủa, nó nhạy bén lên liền vậy đó. Rồi mặt mày mập mạp, rồi trắng trẻo, đẹp ra rõ ràng mấy nhỏ gái nè. Nên nó giờ ở quen rồi đó. Hình như bữa nay còn cũng 100 không? 100 đứa ở quen rồi. Bên kia 110 thằng trai nay không chịu gì à? Ngộ không? Khi các cháu được một cái môi trường mà cho các cháu nó nhẹ nhàng đầu óc và nó được chơi chung với những bạn cùng trang lứa hay, mà lại được tiếp nhận giáo dục nữa chứ. Nên bên đây thiện gái nhiều, mà những điều những Đức dạy thì trai gái gì học cũng được. Nên các bé gái nhớ nè, nghe nè, thời gian ít lắm. Mình con gái tập từ khi còn nhỏ phải kỹ, từ móng tay cắt ngắn đàng hoàng, lấy vỏ chanh chà cho nó trắng là kỹ rồi đó. Có khi không sơn phết gì hết mà nhìn còn đẹp vì móng tay trắng tươi. Cả ở trong chùa tu cũng phải kỹ sạch sẽ. Mình bưng cái chén cơm về ăn, người ta nhìn bàn tay mình biết mình cũng kỹ lưỡng gọn ghẽ. Con gái phải kỹ từ khi còn nhỏ, tập gọn. Nghĩa là đừng có lè lẹt quá, đừng có ăn diện quá, nhưng mà phải gọn, phải kỹ lưỡng gọn ghẽ sạch sẽ. Nên tập từ khi còn nhỏ. Ví dụ như đây cô Nhật rèn với các cháu, nó kỹ từ khi còn nhỏ, để sau này lớn lên á, gái kỹ lưỡng gọn ghẽ sạch sẽ, chồng nó cũng không có bỏ. Bày hày quá, bê tha quá, nhìn cũng gớm, bỏ luôn. Nhưng mà không phải chỗ đó mà bỏ nè, nhưng mà thiếu đạo đức cái nữa cũng tệ, thấy không? Nhưng mà trước nhất là những Đức dạy là phải kỹ lưỡng gọn ghẽ. Gái phải tập chỗ này thôi, nhất định phải tập cho bằng được, các con nhớ. Và tất cả các bé gái vô chùa mình, những Đức dạy các cháu trong chùa mình nè, các con nhớ nè, các con á, tập làm sao mà khi mà lớn lên chút, mình sao giữ y nguyên gì, đừng có sửa sang sắc đẹp. Đây là những Đức hướng dẫn các cháu trong chùa nghe.
còn ai kệ người ta. Các con biết rằng những đức gặp rất là nhiều người sửa sang sắc đẹp, gặp những đức các con họ đều nói câu gì? Hối hận quá, bản thân mình không được thoải mái nữa, cảm thấy hối hận quá, nó bị cái giả câu thúc. Những đức nói các con cứ giữ cái tâm thiện đi, rồi các con biết niệm Phật, biết ăn chay, sống hiền hậu đi, tự nhiên các con có duyên có phước đẹp à, dễ thương à, ta nhìn cái thấy thương liền à, nhìn cái thấy thương, cái này quan trọng lắm nhớ. Chứ đừng có lớn lên học đua đòi, nào là xăm mắt, xăm môi, xăm miệng tùm lum tùm la thôi. Còn bây giờ ai làm rồi thì chuyện đó của anh ta đi, chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ mình dạy là dạy cái người hiện tại còn trẻ này nè. Những đức nói các con mà giữ y nguyên gì nó đặc biệt lắm á. Đừng có đụng mà vô cơ thể mình, coi chừng nó thành ung thư, nó không đặc biệt các con. Ví dụ những đức nói, ví dụ như cái môi các con gái bình thường gì để đi, các con muốn sơn màu gì thì sơn, muốn sơn màu gì thì sơn, còn bình thường để y nguyên vậy đó, nó thoải mái quá trời luôn. Thật sự mà nói nó phết lên một cái lạ lên cơ, cái môi mình thôi là thấy nó không đặc biệt à. Rồi tất cả các bé gái bé trai tập đừng bao giờ học theo cái cách cái người bây giờ với xã hội, đừng có học theo cái này nữa nè, đừng có xăm mình, đừng có xăm chữ này chữ kia, đừng có xăm mất công quá đi, hoặc là xăm trái tim gì, các con có trái tim ai mà không biết, xăm thì làm chi nữa. Có những người nào là xăm trái tim cái có mũi tên bắn ngang, chắc người này thất tình quá, thấy không, thất tình thôi khỏi đi các con. Hoặc là xăm chim cánh cụt chứ hả, thôi khỏi đi, đừng có xăm gì chứ, để cơ thể tự nhiên vậy đó nghe không, nó lợi ích cho các con rất là lớn luôn. Bây giờ các con còn trẻ, các con xăm mình sau này là các con lớn lên á, có gia đình này kia các con đi làm công cho người ta đồ bắt tiện các con, ta nhìn mình ta nghĩ mình ăn chơi này kia, cái người ta nhìn cái hình thức mình ta bị phản cảm, cái người ta không tiếp nhận mình, giữ mình y nguyên vậy đó, tiếp nhận giáo dục bình thường, mình có bản lãnh, mình đặc biệt, mình tập nói thật, không tham lam của ai, có lễ phép lễ kính, ta tiếp nhận các con liền à, ta thương các con liền 100% luôn. Các con đi đâu cũng được ta thương yêu quý mến nha. Ra rẻ chi mất công thêm. Mình chỉ cần cái gì cũng tiện lợi, người ta nhìn mình hiền, mình đến gần người ta sẽ biết mình như thế nào liền. Còn hơn là tự nhiên người ta vừa nhìn mình ta tránh xa. Ví dụ như bây giờ lỡ cái tay nhìn đứt xăm nguyên một con dịch. Người ta vừa nhìn cái tay nhìn đứt người ta nói tên này không có đơn giản đâu, gặp nó cạp chết mồ. Hiểu không? Hoặc là cái tay nhìn đứt xăm nguyên con hổ, người ta nói thằng này nó hung dữ như hổ. Tự nhiên mình đi ra vẽ cái chuyện cho người ta thấy mình là hung dữ làm chi ạ? Khỏi. Để cho người ta thấy mình hiền người ta mới đến gần mình. Rồi lúc đến gần mình giữ mình hiền kể mình, mà người ta sẽ được dễ dàng tiếp cận mình, người ta không có tránh xa mình, người đó mới khôn. Nghe không? À, ra vẽ làm chi mất công. Mình giữ mình hiền, mình biết chơi không biết chơi, bản thân mình gần gũi người ta sẽ đánh giá được mình chứ. Ra vẽ bên ngoài làm gì? Mình gan hay mình nhát, người ta gần gũi mình ta biết liền. Hiểu không? Nhận đức thấy cái gan nhất của con người là cái gan gì các con biết không? Cái gan mà khi mình giàu mình cũng giữ mình, khi mình nghèo mình vẫn là duy trì được đạo đức. Khi mình nghèo mình có đạo đức, có nhân cách. Khi mình giàu mình không thay đổi tính tình. Khi đã đến với nhau, giữa con người đến với con người, dù gặp cái khổ gì cũng đau lưng nhau mà chịu. Người này mới là gan, chứ không phải là cái gan mà đánh đập người khác đâu. Cái gan mà đánh đập người khác nghèo khổ một cái chạy mất dép. Người này mà gan cái gì? Các con chọn người gan vậy không? Các con chọn cái người mà gan mà nó chỉ cần mà cái gì mà cho tiền nhiều một chút là nó có thể bỏ mình. Ai mà chọn cái gan này? Mình chọn cái gan mà khi mà khổ thì cùng chung tay mà chịu.
Khi mà sung sướng thì cùng chung mà hưởng. Người như vậy nó mới gọi là gan. Nên những đức rèn người trong chùa là sống làm sao mà cho nó có chung nghĩa, có đạo nghĩa. Có người mà mắc đi cái chữ chung thì cả đời các con khó lập nghiệp lắm. Thí dụ như giờ các con có học vị, các con có bản lãnh đi làm công ty, các con giỏi. Những công ty khác nhìn được các con giỏi thì công ty khác người ta nói rằng bây giờ chị đi qua công ty tôi làm, giá lương bên đó trả cho chị 1 tháng 20 triệu, tôi trả 30. Chị qua bên chỗ tôi làm tôi trả 30 triệu. Bắt đầu mình về mình thu xếp, mình gọn lại hết liền. Bắt đầu ông chủ khuyên mình nên ở lại, nài nỉ mình nói không, tôi không ở lại được. Tôi qua bên kia làm 30 triệu. Nếu ông muốn giữ tôi phải trả tôi 30 triệu. Nếu mà như vậy thì người khác đưa lên 40 triệu, không lẽ chúng ta cũng là tiếp tục 40 triệu mua mình hả? Vậy thì con người chúng ta chỉ có làm kiếm ra tiền chứ chúng ta không có được cơ hội. Những đức nghĩ rằng cuộc đời con người cơ hội quan trọng hơn. Vì cơ hội nó mới kiếm tiền cả đời. Còn mình mất đi đạo nghĩa thì con người mình kiếm tiền nhất thờ. Nhớ, mất đạo nghĩa kiếm tiền nhất thờ. Có chữ tín mới kiếm tiền cả đời. Con người mà mất đi uy tín là kể như chịu chết. Mình dù ít học, mình nghèo nhưng mà chữ tín phải giữ cho chắc. Một con người có địa vị, có học vị, có người làm chủ lớn mà mất chữ tín là người này nhất định sạt nghiệp. Vì mất chữ tín là bất cứ ai cũng không tin tưởng họ. Đã là không ai tin tưởng họ thì làm sao họ thành công. Nên những đức nói các con là các con nghèo chưa chắc các con thất bại đâu. Một đứa giàu kia chưa chắc nó thành đạt đâu. Vì nó giàu mà nó không có đạo nghĩa. Các con nghèo nhưng có đạo nghĩa, lung mà có đạo nghĩa. Nên thành công của con người không hẳn là quá đẹp, cũng không hẳn là quá học vị. Nhưng mà trong tất cả những hạng người đó đều thành công hết nếu như có đạo nghĩa. Nhất định phải duy trì chữ tín. Những đức dạy các con là phải tập nói thật. Dù nghèo chết bỏ tập nói thật. Nghèo chết bỏ không ăn cắp của ai chứ, không tham lam của người ta. Mà nhất định phải tập lễ kính, các con sẽ có cơ hội rất là lớn. Người ta cho các con là cho các con cơ hội cả đời, chứ không phải là cho đồng tiền nhất thời để mua mình đâu. Mình đi làm việc cho ai sau này, tuy là người ta trả tiền lương mình không được nhiều, nhưng mà về cái đạo nghĩa người ta đến với mình rất là cao. Có trước có sau, có tình có nghĩa. Người khác có nâng giá lên đối với mình vẫn duy trì. Tuy là tiền kiếm không được nhiều, nhưng mà giữa con người với con người đến với nhau có tình nghĩa. Những đức nghĩ rằng giàu sang mà mất đạo nghĩa thì không có hạnh phúc, chắc chắn luôn. Mình mà gần với một người chồng dù có giỏi cỡ nào, nhưng mà anh này không có đạo nghĩa. Anh không có bao giờ biết thương yêu cha mẹ bên vợ. Cô này rất giỏi nhưng không bao giờ biết ngó ngàng đến cha mẹ bên chồng. Xem thường anh chị em bên chồng, xem thường anh chị em bên vợ. Người chồng này như vậy thì con người này mình sống với họ bất an lắm. Tại vì sao? Vì hiện tại mình còn sắc đẹp, mình còn cương vị có tiền nên họ đến với mình. Nếu như họ nghe tin mình bị ung thư coi chừng họ bỏ mình liền á. Tại vì họ ăn trái mà không nhớ kẻ trồng cây. Họ đến với mình, họ lấy mình mà họ không biết thương cha mẹ mình, không biết thương anh chị em mình. Nên con người sống như vậy thiếu đạo nghĩa lắm. Thí dụ như bây giờ mấy thằng trai đi, mình muốn cưới cái người vợ này mình thương, mình thấy người ta có một người cha một à, có một người mẹ một à, già rồi, mình rước con vợ này thì mình cũng rước luôn cha nó đi. Tại vì sao? Nhờ có cha mới có vợ mình. Nên mình có vợ mình nhớ cha mẹ vợ, có chồng nhớ cha mẹ chồng. Có người như vậy thì mới có đạo nghĩa. Chứ mình chỉ biết ăn trái của mình, không biết ai trồng cây chứ. Các con đi đến chùa này, các con nhớ ơn Hòa Thượng xây chùa, cảm ơn Hòa Thượng xây chùa, mang một cái tâm vậy này. Rồi các con có buổi ăn này, các con cảm ơn người nấu ăn giùm cho các con. Có nghĩa là mang một tâm cảm ơn, vì người ta làm người ta có lãnh lương đâu. Đó là đạo tâm giữa con người đến với con người. Thì mình phải có đạo tâm đến với người ta.
Còn người mà có cái nhân cách đó thì các con thành công đặc biệt lắm. Mà cuộc đời các con rất là vui, các con không có buồn đâu. Những điều những đức dạy các con quan trọng vô cùng. Con gái phải tập kỹ lưỡng gọn ghẽ, từ tóc tai của mình cũng phải gọn ghẽ đàng hoàng. Dù mình có nghèo đi chăng nữa, đầu tắt mặt tối, nhưng bản thân của mình đừng có quá bê bối về bản thân của mình. Vì người ta vừa nhìn hình tướng mình, người ta sẽ thấy mình không có đặc biệt, người ta tránh xa mình. Cái hình tướng quan trọng vô cùng. Dù nghèo thì nghèo, nhưng một bộ đồ cũng ủi đồ đàng hoàng để bạn. Dù đồ mình không phải đồ hiệu, nhưng bạn cũng phải kỹ lưỡng giặt giũ đàng hoàng, ủi đàng hoàng mà bạn. Tóc tai con gái phải gọn ghẽ, chứ không phải bù xù như là cái chổi chà. Hiểu chưa? Dù cho sau này mình có chồng, có một hai đứa con đi chăng nữa, nhưng mà đối với bản thân mình, về cái nhan sắc con người mình phải giữ gìn đàng hoàng, gọn ghẽ đàng hoàng, biết chăm sóc. Đó, một là gì? Một là giữ uy tín được cho chồng. Hai là gì? Hai là bản thân của mình cũng có sự tự tin. Chứ nếu như mà bản thân mình sau này có gia đình, có con, cái là bê tha, bày hày. Chồng mình nó ra ngoài, nó nhìn ngó người khác, nó thấy vợ mình sao bày hày quá. Người ta cũng thấy chán chê mình. Đó là những điều, những đức nhắc nhở các con trong cái cuộc sống bây giờ. Nó là cuộc sống phát triển. Nên con người mình cái hình thức bên ngoài cũng phải coi được một chút. Dù xấu cỡ nào cũng phải coi được một chút. Coi được đây là nói gọn, hiểu chưa? Có những người người ta cũng đẹp lắm mà người ta rất bày hày. Mình đến gần người ta mình hôi rình, thấy gớm lắm. Nói mà mình ngồi ăn chung với người ta thôi mà mình hôi rình, ai ăn vô không? Từ nơi đó con người phải gọn ghẽ, kỹ lưỡng, sạch sẽ. Đây là cái tố chất bình thường mình làm được mà. Mà bản thân các con đã làm cho các con được như vậy, thì các con nên chăm sóc gia đình các con gọn ghẽ đàng hoàng. Một đứa con gái như vậy thì sẽ dạy con ra kỹ lưỡng sạch sẽ. Còn một đứa con gái mà bày hay dơ giấy thì nó sẽ dạy con nó dơ chứ làm sao. Nên từ nơi đó mà dạy con gái ấn tổ thì nó cực kỳ quan trọng. Thấy không? Nên những đức dạy cho các con là gì? Cái đạo nghĩa cực kỳ quan trọng. Dù mình có nghèo, mình cũng cảm thấy bình an nữa. Con người mà đánh mất đi đạo nghĩa, mình bất an lắm các con à. Rất là bất an luôn. Có những người ta giàu mà người ta có đủ đâu, có biết đủ đâu. Mình nghèo, mình sống những ngày tháng mình cũng biết đủ thì mình còn hơn người giàu. Nghèo thì cũng 3 buổi cơm, giàu cũng 3 buổi cơm, chứ không lẽ mà giàu ăn 5 buổi cơm. Nghèo thì nghèo chứ cũng nằm cái giường, đúng không? Cũng ngủ ngáy khò khò. Giàu thì cũng nằm cái giường thôi. Cuộc đời con người mình nên biết đủ. Các con đừng bao giờ con gái mà nhìn cao quá, nhìn cao dễ hư thân, mắc nết lắm. Các con biết rằng là thường người nữ ở dưới quê, khi họ lên thành thị họ dễ hư. Vì sao con biết dễ hư không? Vì họ thấy người ta quần này áo nọ, họ nhìn vào đó họ ham. Nên người nữ mà nhìn của cải vật chất mà ham là dễ hư thân, mắc nết. Người ta sẽ bỏ tiền ra để mua mình dễ lắm. Đối với người ta giàu, vài 30 triệu ăn thua gì. Bản thân mình quá ham tiền nên mình hư thân mắc nết. Bán rẻ lương chi của mình, nên con người mình không có thành đạt. Tất cả những gì những đức dạy các con ngày hôm nay, phải nhớ cả đời. Dù nghèo nhưng phải chính đôi tay của mình tạo dựng lên, chứ không phải dùng sắc thân của mình để kiếm tiền. Không có tồn tại đâu các con à. Nên sau này có đi làm ở đâu chăng nữa, không phải dùng đạo nghĩa đến với con người. Sống chân thật nhưng phải có cái giác quan nhạy bén. Viện Tam Bảo gia hộ chúc cho đại chúng ai cũng an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật. Những đức đọc tên những người sinh nhật ngày hôm nay nè. Võ Nguyễn Gia Khang 12 tuổi, Nguyễn Lê Minh Tiến 6 tuổi, Dương Quỳnh Hương 10 tuổi, Đỗ Thanh Trúc 16 tuổi, Trần Chí Cường 10 tuổi, Nguyễn Thị Giang 41 tuổi, Nguyễn Thị Thì Trang 25 tuổi, Lê Thị Huệ 59 tuổi, Nguyễn Quỳnh Trang 11 tuổi, Dương Minh Thi 10 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Vi 10 tuổi, Nguyễn Thị Hương, Hoàng Thị Phong 72 tuổi, Nguyễn Thị Bích Nhật 28 tuổi, Trần Thị Tường Vi 39 tuổi, Chú Tâm Mật 50 tuổi, Võ Thị Kim Loan 35 tuổi, Trần Lê Minh Nhật 13 tuổi,
Phạm Đức Long 10 tuổi, Phan Minh Đạt 6 tuổi, Nguyễn Anh Thiện An 2 tuổi, Trịnh Thị Thờ 41 tuổi. Các con nhớ là sinh nhật là để tưởng nhớ đến cha mẹ chứ không phải đòi quà nghe, nhắc câu này hoài đó. Bây giờ vô đây sinh nhật Nhân Đức tặng quà cho các con nè. Một chiếc máy niệm Phật, lúc nào các con cũng đeo niệm Phật hết. Một con heo đắt để các con tập biết tiết kiệm, bỏ ống để phụ giúp với cha mẹ mình và mua quà cho cha mẹ mình nghe. Đây Nhân Đức tặng quà nè, đây con. Bước ra phía trước. Đây. Này con. Nhớ chiếc máy niệm Phật các con, lúc nào cũng đeo máy niệm Phật là hay lắm á các con. Đặc biệt lắm á, nghe không? Đây, mình có con heo đắt á, mình bỏ ống vô ngày sinh nhật của cha mẹ, mình mua quà cho cha mẹ mình nghe. Chứ không phải là bỏ ống đưa những đức đâu. Nhớ. Đây, anh đọc vào. Này con. Rồi còn ai không? Để chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu đi, rồi những người chưa có quà để cầm ra sau. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Các cháu mỗi tuần thứ bảy được về chùa hộ pháp và được học lớp đạo làm con, được niệm Phật nữa chứ, rồi được làm lễ phóng sanh. Công đức này lớn lắm. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho hòa thượng, nhờ hòa thượng xây chùa mà mình được về đây mình tu. Rồi nguyện hồi hướng công đức này để hồi hướng cho ông bà cha mẹ của các cháu, và các cháu luôn luôn có sức khỏe và gia đình tiếp nhận được giáo dục, sống được hạnh phúc. Các cháu được hưởng cái phước báo này, công đức này, mà tất cả các cháu nhỏ khỏe thì càng khỏe, còn cháu nào mà bệnh hoạn đồ đó này kia đồ, nguyện Tam Bảo gia hộ cho các con có sức khỏe nghe, và lớn lên được thông minh nè, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Và chúng ta được phóng sanh nên các con nhớ nhà đức dạy, con ruồi, con muỗi, con kiến con không dám giết, nghe không? Vậy thì mình mới có phước. Mình muốn sống nó cũng muốn sống, mình biết đau nó cũng biết đau, nên mình không có được đập nó, mình không được quýnh nó, nghe chưa? Vậy thì mình có tội. Giờ chúng ta đọc Tam Quy Y xong á, mình thả chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng vỗ tay niệm Phật để thả chim nè. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật,
A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. Đà Phật.